chào anh em uh, nếu anh em nào chưa biết mình thì mình là cáo và kênh của mình sẽ làm về rất nhiều thứ liên quan tới hình ảnh công nghệ và video mình sử dụng rất nhiều máy ảnh khác nhau từ máy cinema cho đến máy chụp hình cho đến những chiếc máy crop trong video này chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề là máy ảnh full frame có phải lúc nào nó cũng sẽ hơn máy ảnh crop hay là không cùng vào video nhé mình rất thích chụp hình và cái chiếc máy ảnh đầu tiên mình sở hữu là máy crop thì mình đoán là đa phần những anh em người bình thường giống như mình không có làm nghề hoặc cũng ở trong cái mức kinh tế nó bình thường thôi á thì một chiếc máy rớp thường sẽ là một chiếc máy ảnh đầu tiên anh em có như vậy không và sau này mình đã nâng cấp lên full frame sau đó nữa trong quá trình làm việc ở nhiều công ty thì mình có làm thêm với lại medium format nữa medium format là cái máy ảnh có cảm biến nó lớn hơn á trước khi mà chúng ta nói sâu hơn về cái việc là bạn phù hợp với chiếc máy nào và có phải là full frame nó sẽ luôn tốt hơn hay không thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói về những cái đặc tính riêng của từng loại cảm biến crop hay là full frame đều chỉ tới cái việc là kích thước của cảm biến để cho anh em dễ hình dung thì mình sẽ đặt cái cảm biến full frame ở đây và cảm biến crop kế bên thì anh em có thể thấy là hai cảm biến nó kích thước khác nhau, full frame nó lớn hơn khá nhiều so với lại crop. Và ví dụ như bạn đang cầm một cái máy ảnh full frame 24 megapixel. Kế bên đó là một chiếc máy ảnh crop cũng 24 megapixel thì điều gì sẽ ra? Cùng một cái diện tích và nhưng có cái số lượng điểm ảnh nó bằng nhau thì dẫn đến cái cảm biến full frame nó sẽ có kích thước điểm ảnh nó lớn hơn. Và về mặt lý thuyết á, cái điều này sẽ làm cho cái máy ảnh full frame nó có khả năng nhận ánh sáng tốt hơn ờ, uh, thật ra thực tế là nó vậy bạn cầm full frame mình thấy nó sáng hơn rất nhiều cùng một thông số cho nên cái quan niệm là máy ảnh full frame chụp thiếu sáng luôn tốt hơn máy crop nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người chụp ảnh và những cái người mới tìm hiểu vào máy ảnh có thể cái quan điểm này là đúng và rất là phổ thông cách đây 10 năm tại vì hiện tại rất nhiều công nghệ đã có mặt ở trên máy crop và máy crop không còn là máy giá rẻ nữa nó khá là đắt tiền ví dụ như bây giờ chúng ta có những cái tên rất là nặng ký như là Fujifilm XH2, XH2S Canon R7, Canon R10 hoặc là Sony FX30 các thứ Những cái tên vừa rồi mình đã từng sử dụng mà mình đã có bài trên tay ở trên Tinh Tế.vn rồi Và đây đều là những chiếc máy ảnh chụp thiếu sáng rất tốt Đặc biệt là cái thế giới máy hiện tại nó đã có rất nhiều máy được trang bị công nghệ là Dual Native ISO Đây là một công nghệ hồi xưa nó khá là mắc tiền cho nên là không được trang bị nhiều cho những chiếc máy crop giá rẻ à, Nói một cách đơn giản thì thay vì chỉ có một kênh ISO hiệu quả là 100 và nó sẽ có thêm một cái ISO hiệu quả. Thứ hai, thường nó sẽ nằm ở cái mức 1600, hai hoặc cá biệt sẽ có một vài trường hợp nằm ở mức 600. Cái tính năng này sẽ làm cho cái máy ảnh của anh em sử dụng được ISO cao hơn, thu được nhiều ánh sáng hơn nhưng mà ít nhiều hơn. Một cái đặc điểm khác nhau nữa là về góc nhìn, máy full frame sẽ rộng hơn so với lại máy crop. Uhm, ví dụ cụ thể là khi mà anh em sử dụng một cái ống kính 50mm đi và anh em gắn lên full frame, cái góc nhìn FOV nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 45 độ thì trên máy crop nó sẽ bị nhỏ lại nó sẽ tầm đâu đó khoảng 30 độ thôi thì cái hệ số này sẽ tầm 1.5 hoặc 1.6 và cái đặc điểm này nó thường chỉ ảnh hưởng đến góc nhìn thôi máy crop sẽ hẹp hơn đơn giản là như vậy và nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh đó là mấu chốt cái đặc điểm cuối cùng là cái trường nét của máy full frame thường nó sẽ mỏng hơn so với lại máy crop cái điều này dẫn đến là khi chụp cùng một cái điều kiện thì trên máy full frame sẽ có phần hậu cảnh mờ hơn so với lại máy crop Chỗ này mình bổ sung một chút xíu, ý của mình là cùng một góc nhìn chứ không phải là cùng một điều kiện. Mình xem thêm nha. Thông số 50mm F5.6 ở cùng một khoảng cách và cùng lấy nét vào cái tượng này. Thì anh em có thể thấy là khi cùng một điều kiện, cái độ sâu trường ảnh nó sẽ không khác biệt quá nhiều để anh em có thể nhận ra. Và khi mình nói là cùng góc nhìn, có nghĩa là máy full frame sẽ phải tiến vào gần một chút xíu nữa thì lúc này background của full frame nó sẽ mờ hơn một chút. À, cái quan niệm này cũng dẫn tới cái việc là rất nhiều người cho rằng là máy full frame chụp uh, chân dung tốt hơn và máy crop sẽ chụp cái landscape chụp phong cảnh nó sẽ đã hơn nhưng mà cái này nó không đúng nữa anh em à tùy vào cái trường hợp và cái cách mà cái người dùng họ sử dụng ha cái việc mà nét hơn ở trong ảnh phong cảnh thì người ta bây giờ có rất nhiều những cái ứng dụng những cái cách để mà người ta trồng nét người ta có những cái thủ thuật để mà chụp một lần mà cái ảnh nó sẽ nét từ đầu tới cuối luôn và một lần nữa thì mình khẳng định lại ha những cái yếu tố những cái đặc điểm khác nhau giữa crop và full frame nó chỉ là khác nhau thôi nó không có ảnh hưởng về cái mặt chất lượng hình ảnh khi không rõ những cái này sẽ dẫn tới một vài cái hiểu lầm và nó xuất hiện một cái quan điểm là máy crop thường được dùng như một cái chiếc máy backup một chiếc máy giá rẻ một chiếc máy cho người mới bắt đầu so với lại một chiếc full frame người mới bắt đầu mà nhiều tiền thì mua full frame cũng được mà anh em dẫn tới cái việc là người ta nghĩ rằng full frame luôn tốt hơn máy crop à, theo mình thì cái quan điểm này ở cái thời điểm hiện tại nó không còn đúng nữa nó là cái câu chuyện giữa cái việc là xác định nhu cầu và sử dụng công cụ công cụ đắt tiền hay là rẻ tiền và full frame á không phải cái cảm biến full frame nào cũng giống nhau phun frame cũng có đắt tiền và phun frame cũng có cái máy nó rẻ tiền phun frame đắt tiền thì nó sẽ có nhiều công nghệ hơn có ai nè có bsi nè cảm biến chồng cảm biến lật ngược các thứ rồi có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn quay chụp nhanh hơn tốc độ khung hình cao hơn rồi có chuẩn nén xịn hơn các thứ các thứ máy nó sẽ đắt tiền hơn Full frame rẻ tiền thì cũng có bây giờ những cái chiếc máy mới ngàm rf ngàm full frame các thứ như là canon eos r nó có mức giá đâu đó khoảng 30 triệu đồng thôi và máy crop thì cũng có đắt tiền Nó có những chiếc máy lên tới 50, 50 mấy triệu đồng Thậm chí là 59 triệu đồng đối với những trường hợp rất đặc biệt giống như là Fujifilm XH2S Thì cái lợi thế duy nhất bây giờ mà full frame nó có đó là cái kích thước cảm biến nó lớn hơn và những cái đặc điểm mà mình vừa nêu ra và riêng cái vụ kích thước cảm biến nó lớn hơn thôi á, thì nó sẽ có một cái trường hợp như thế này thường người ta sẽ không bao giờ sử dụng máy crop để mà thực hiện những cái dự án nhiếp ảnh tại vì người ta sẽ in ra và trưng bày nó ở những cái triển lãm cái nơi mà người xem họ đứng rất gần cái bản in cái mấu chốt là rất gần nha anh em ờ, dành cho anh em chưa biết á thì khi mà anh em nhìn vào một cái tấm quảng cáo một cái tấm billboard ở ngoài đường một cái tấm quảng cáo mà to to mà ngoài đường anh em hay nó thấy có những cái cột hoặc là ở trên những cái nhà cao tầng á ví dụ như anh em đứng từ một khoảng cách mấy chục mét hàng trăm mét để nhìn về cái tấm quảng cáo đó thì cho dù nó có chụp bằng điện thoại đi nữa anh em cũng không nhận ra đâu cái mấu chốt là khoảng cách nhìn, cái câu chuyện sẽ hoàn toàn khác khi anh em nhìn nó ở cái trạm xe bus, anh em đứng ở một khoảng cách rất gần, một cái tấm hình rất to và tất cả những cái điểm ảnh, những cái gì mà uh, có trên tấm hình anh em có thể nhìn được rất kỹ, cho nên nó cần được chụp ra từ những cái chiếc máy ảnh có cảm biến lớn, có cái độ phân giải lớn và người ta thường sẽ sử dụng full frame hoặc thậm chí là medium format, đó là một cái đặc điểm rất vượt trội mà crop nó hơi khó để mà sánh được với là full frame nhưng mà anh em có thể phải nhìn lại là Chúng ta là những con người bình thường Chúng ta không phải là những nhiếp ảnh gia quá chuyên nghiệp Chúng ta không thực hiện những cái dự án nhiếp ảnh rất là to Rất là tuyệt vời Và một năm chúng ta in ra bao nhiêu lần Một cái tấm hình to đến như vậy 40 inch 80 đến 100 cm Thậm chí là mình biết những người mấy chục năm họ cũng chả quan tâm đến cái việc in hình đó. 13, 18 cm cũng có Polaroid cũng có Chúng ta đầu tư những cái chiếc máy ảnh rất 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 nhiều tiền rất xịn nhưng mà tất cả những gì chúng ta làm là đăng chúng lên trên Facebook, Instagram nơi mà cái tấm ảnh nó chỉ còn khoảng đâu đó 200 kb và cái việc xem hình, cái việc thưởng thức cái tấm hình của anh em nó cũng chưa quá là nghiêm túc nữa ờ, anh em thường sẽ xem trên điện thoại anh em thường sẽ xem trên iPad những cái chiếc màn hình nhỏ và thậm chí là xem ở trên những cái nền tảng mạng xã hội thì đó là những cái nơi mà nó không phát huy được hết sức mạnh của tấm hình nó sẽ rất khác khi anh em xem trên mỗi chiếc màn hình 32 inch 6K hoặc là 5K hoặc là 27 inch 4K những cái chiếc màn hình nó lớn hơn nó nghiêm túc hơn trong việc xem hình nó sẽ mang lại cái trải nghiệm khác rất nhiều này thì có thể thấy đây là một cái gì đó nó mang đến sự không đồng bộ về nhu cầu và cái khoản đầu tư anh em đầu tư rất nhiều nhưng cái cách sử dụng và cái nhu cầu sử dụng của anh em rất ít hai cái trường hợp tiếp theo là về cái góc nhìn hẹp và cái độ sâu trường ảnh cái góc nhìn hẹp nó sẽ có một cái thường sử dụng nha một cái này thì rất là thường sử dụng đó là những người bình thường như chúng ta ví dụ như anh em muốn chụp xa hơn hoặc là quay xa hơn quay xa hơn nó thì nó dễ hiểu hơn à, anh em đầu tư một cái ống kính 600 mm và khi anh em gắn lên trên một cái chiếc máy crop á, thì có phải là nó sẽ nhân lên thành 900 mm không nó vô hình chung làm cho anh em có góc nhìn xa hơn và đạt được cái thứ mà anh em đang cần anh em có một vài cái quan điểm như thế này thì tại sao mình không về nhà mình crop lại từ tấm ảnh full frame thì câu chuyện nó sẽ hơi khác một chút xíu khi anh em quay phim ờ, trên những cái chiếc máy ảnh full frame á, thường nó sẽ có cái tính năng là cho anh em sử dụng cái góc nhìn giống như máy crop và mình thường sử dụng cái này ở trên máy Nikon tại vì cái giao diện của nó sử dụng rất là tiện và rất dễ xài trong những cái trường hợp mình ăn gian một chút xíu mình sử dụng ống kính 24-70 và mình muốn quay nó gần hơn nữa nhưng mà cái ống kính không cho phép cái khoảng cách lấy nét của 2470 nó khá là xa khoảng 40 50 cm khi mình sử dụng 70 mm cho nên là mình cần đôi khi mình cần cái góc nhìn nó hẹp hơn và đây là lúc mình chuyển sang cái chế độ cái góc nhìn nó giống như cảm biến crop vậy đây là lúc mình có góc nhìn gần hơn nhưng mà trong quay phim là một câu chuyện khác khi mà anh em chuyển ở góc nhìn này thì máy nó sẽ tự động xử lý cái cảm biến nó cho ra cái file 4 k và nó chất lượng tốt hơn và nhưng khi mà anh em quay full frame mà anh em làm cái chuyện này khi hậu kỳ anh em zoom lên anh em crop lại á thì cái file nó sẽ không còn 4 k nữa và nó sẽ không tốt bằng khi anh em sử dụng cái tính năng này ở trên trực tiếp ở trên máy ảnh. Còn về cái độ sâu trường ảnh á, thì nó sẽ có một câu chuyện như thế này ở trong nhà đài nói cho anh em dễ hiểu. thì nhà đài là những cái đài truyền hình đó, họ thường sử dụng những cái máy nó có cảm biến nhỏ hơn. Anh em thấy cái máy rất to ha, nhưng mà thường những cái máy nó cảm biến không to đâu. Đôi khi nó là m43, đôi khi nó là crop, đôi khi nó là super 35. cái cảm biến nhỏ nó sẽ dẫn tới hai việc. cái việc đầu tiên á, đây là đài truyền hình và đài truyền hình là cái nơi họ quay phim rất nhiều thậm chí liên tục vài giờ thậm chí có có khi cả ngày thì cái máy quay phim nó phải đáp ứng được cái việc là tỏa nhiệt ít để mà có thể hoạt động một cách rất dài đó vẫn đảm bảo được cái chất lượng hình ảnh khi mà cái máy nó nóng lên á cái chất lượng hình ảnh nó có thay đổi nha anh em cái cảm biến nó quá nóng thì cái chất lượng hình ảnh có thay đổi và cái máy này nó rất to Mà cái biến nó nhỏ nó đảm bảo cái việc là hoạt động theo khoảng thời gian dài nhưng cái chất lượng hình ảnh vẫn ok cái thứ hai nữa là về cái độ sâu trường ảnh thì khi mà sử dụng những cái chiếc cảm biến nó nhỏ hơn chúng ta sẽ có cái trường nét nó rộng hơn và nhà đài thường họ sẽ key frame họ sẽ làm hậu kỳ rất là nhiều cái trường nét rộng hơn sẽ có cái lợi thế nhiều hơn trong việc hậu kỳ đó và cái này không phải nhà đài mới cần và đôi khi chúng ta là những người bình thường chúng ta quay uh, những cái tiệc sinh nhật chúng ta quay những cái gì đó của gia đình hoặc là làm gì đó nó dài hơn thì đây là cũng là một cái để mình có thể quan tâm tới có những chiếc máy mình biết nhưng mình không tiện nói tên thì đó là những máy full frame, nó là một chiếc máy quay luôn. Nhưng mà nó cảm biến full frame và nó có cái giá khá là phải chăng cho nên là đôi khi nó bị quá nhiệt, mặc dù nó là cái máy quay chuyên nghiệp và nó có bộ tản nhiệt bên trong luôn nha. Đó, anh em có thể thấy những cái trường hợp rất cụ thể như vậy. Và câu chuyện là anh em phải bỏ ra một số tiền lớn, rất là nhiều, rất là rất là cao để mà mua những cái chiếc máy rất xịn cho những cái tính năng anh em rất ít dùng hoặc là không dùng, những cái đặc điểm kỹ thuật, rất kỹ thuật giống như ro 14 16 bit này. giống như là anh em có những cái khả năng quay phim chuẩn nén rất là xịn này giống như là trồng hình trồng nét thì anh em rất ít xài và anh em vẫn phải mua một cái máy rất xịn để cho những cái đó thì nó sẽ dẫn tới những cái khoản đầu tư không đồng bộ những cái khoản tiền này anh em có thể đầu tư vào những cái việc khác giống là những cái kinh nghiệm hoặc những cái trải nghiệm trong việc làm hoặc là việc chụp hình anh em có thể mua thêm những cái thiết bị ánh sáng anh em có thể mua thêm về đèn về những cái thiết bị phụ kiện của đèn rất nhiều hoặc là anh em có thể đầu tư vào những chiếc ống kính full frame đắt tiền hơn xịn hơn chất lượng ảnh cao hơn và khi anh em nâng cấp lên full frame không mình muốn dùng cái từ là khi anh em đổi qua đổi qua full frame thì anh em vẫn có thể sử dụng được cái số len đó cho nên cuối cùng mình muốn nhấn mạnh rằng anh em phải hiểu được cái sự khác nhau của chúng full frame và crop nó không phải là hơn thua nhau mà là đơn giản là chúng khác nhau thôi và cái việc của anh em là anh em phải hiểu đặc điểm hiểu sâu về nó nó như thế nào để mà đối chiếu với lại cái nhu cầu và cái mục đích sử dụng của anh em và đầu tư cho nó hợp lý đúng cái chi phí mà anh em có nó không quá mức và anh em còn phải làm rất nhiều thứ khác anh em còn phải đầu tư rất nhiều thứ khác trải nghiệm ánh sáng âm thanh việc đầu tư nó phải cần đồng bộ và có quá trình đừng bỏ ra một số tiền quá lớn để mua những thứ mà anh em không cần anh em có đang dùng máy ảnh không và cái chiếc máy ảnh crop hay là full frame của anh em nó có đang phục vụ đúng cái nhu cầu của anh em hay không? Hãy cùng thảo luận với mình ở phần bình luận phía bên dưới nha. Video đến đây cũng là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.